Này nữa thì là một buổi tiệc chính cả nhà. Hôm nay là vào đây sẽ xem là các cô gái Thái sẽ nhảy múa múa xòe nhá. Rồi bây giờ tới giờ cho em nhỉ? Tới giờ rồi. Thôi, chắc từng giờ tới lúc chiều giờ rồi nhưng mà vâng. Anh em mình đi muộn đấy. Anh em mình thôi, thôi. Có một chút việc nên là đến hơi muộn. Rồi, mời em. Em Trang ơi, sao đây em? Để giúp cho. Chỉ cần một câu của em thôi là em chỉ nói một câu thôi. Cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay rất lớn để cùng chúc mừng. Xe này nặng thế nhỉ? Có nhiều việc người ta làm được đúng không? Cảm ơn em nhé. Chào em. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Em về luôn à? Cảm ơn anh rất nhiều. Đi lên về nhá. Dạ vâng ạ. Đi lên để chơi nhá. Vâng ạ. Hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Ok. Rồi mời mọi người vào trong nhà thôi. Nơi sở tại, ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Đi nào nhỉ? Đại diện cho các ban ngành, cơ quan, đoàn thể của phường Phú Trạng. Đề nghị toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào mừng. Xin mời. Rất là hồi hộp, xúc động khi mà nhìn thấy cái sự hiện diện của toàn thể quý vị, khách quý đến chung vui cùng với gia đình. Cái niềm vui của A Tú một lần thì hôm nay nhìn thấy sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, nó tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần. Lần đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn tới người sinh thành, bố, mẹ, hai bên nội ngoại. Cảm ơn tới tất cả các bác, các chú, các anh, người nhà. Và cảm ơn tới các bạn đã giúp đỡ vợ chồng A Tú trong khoảng thời gian cũng khoảng 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học ra lập nghiệp. Thì giờ phút này là đây là một cơ sở thứ hai sau cơ sở kinh doanh của đặc sản ẩm thực Tây Bắc. Hôm nay rất là vui, đây là một lần đầu tiên khi mà tổ chức rất là nhiều các cái chương trình sự kiện, nhưng đây là cái chương trình đầu tiên mà A Tú cảm thấy ấm cúng và vui vẻ như vậy. Và xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi một chút thời gian của gia đình mình đến chung vui cùng vợ chồng A Tú. Xin được chúc toàn thể quý vị khách quý và các bạn hôm nay sẽ có một cái buổi giao lưu thật là vui vẻ. Chúc toàn thể quý vị có một sức khỏe thật là tốt và phát triển bền vững, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lò Văn Biến sẽ bước lên sân khấu và xin được kính mời A Tú bước lên sân khấu. Xin mời người vợ của A Tú là Chu Thị Dần bước lên sân khấu. Xin mời.
các chị em, những người luôn sát cánh bên cạnh anh chị Tú Dần. Xin mời đại diện Cường Phan Vĩnh Phúc bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, lăng hoa của Cường Phan Vĩnh Phúc ạ. Đây rồi ạ, xin mời. Xin mời đại diện cho thầy giáo vùng cao có một bức tranh tặng cho vợ chồng An Tú trong ngày khai trương hôm nay. Và có thể cho ban tổ chức chúng tôi biết nội dung bức tranh không ạ? Che kín quá. À có. Rất là bí mật ạ. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu này để cùng theo dõi nội dung của bức tranh ngày hôm nay được không ạ? Bát má đúng không ạ? Má đáo thành công quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho bức tranh rất ý nghĩa của thầy giáo vùng cao được không ạ? Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Hy vọng trong tương lai quý vị sẽ trở thành những vị khách quý đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường đi đến thành công và phát triển. Để chúc mừng lễ khai trương nhà sàn Cái Bản thành công tốt đẹp, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng dự tiệc liên hoan và chúc mừng nhà sàn Cái Bản. Trân trọng cảm ơn. Chúc quý vị dự tiệc ngon miệng. Vâng, một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Toàn thể quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nâng những ly rượu của mình lên được không ạ? Quý vị! Anh em mình chuẩn bị lên nhỉ? Ok. Rồi mình đến nhà gái bạn ăn ở bên trên này. Bên dưới là cháy cỗ rồi, hết mâm rồi. Thì như cháy rồi. Sập nhà. Giờ lên trên thôi. Vâng. Bỏ dép ra đây, mang lên luôn. Bỏ dép ở dưới này. Ngày xưa là các bọn nách, nhưng mà bây giờ cũng bỏ ra. Bỏ con gọn trên chỗ bạc anh. Ôi giời ơi, tặng cho anh chào làng cái mũ happy. Đấy. Và hàng vào đây bình thường ngay. Em vào tận đây em. Dạ. Em lấy ghế ngồi đi. Đây. Rồi, đây. Hôm nay sinh nhật anh già làng à? Anh già làng xoay 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 xoay. Anh ta kéo lên tới đây tí nữa. Anh kéo làng luôn đấy. Ghế nữa đi. Đấy, kéo lên đây đấy. Anh kéo ra đây 2 ghế. Ô, cá ngon nhỉ? Nhìn suối không? Suối. Ngồi đi anh em. Dạ quá. Mời ông anh. Ở dưới này mắc mẹ. Ngồi đầu luôn đi. Cá bác ngồi ngồi. Anh được vào. Anh em làm quả nho trước cho anh được. Anh mời anh em nhé. Mời anh em nhá. Mời anh em nhé. Mời cho cỏ anh. Cảm ơn nhá. Rồi. À, mời cho mấy anh em cameraman, thương nhất mấy anh em cameraman. Mời quả nho nhá. Rồi. Rồi.
đấy. Đây là mình có món này là xôi nhỉ, ngũ sắc, xôi ngũ sắc. Đây là cá suối chiên này, rau củ quả chiên với lại như kiểu là trứng nhỉ. Trứng kiến đúng không anh? Trứng gì đấy? Trứng kiến. Trứng kiến đây của gì nữa đúng không? Châu các bếp. Châu các bếp này. Cái đại địa đã làm sửa nè. Đây cá suối, em thích cái món này. Được, nhìn hấp dẫn chưa? Em quay món này. Đấy. Cá suối to nhỉ. Châu. Châu các bếp. Này mà có một cái số ảnh mà và tí nữa chủ nhà nhớ lên đây để mời khách lên, đừng quên nhé. Cho anh quên đường về. Tí là lại xòe quên đường về ngay. Về đi mày, đi về. Chạy cố đâu đấy, một thân cơ. Còn cuối cùng là bắt tay một chút tí. Thường chúng ta có thể mày. Ô, Tuấn hôm nay đi cả ngày đâu, cả ngày đâu thấy? Em đi cùng với em đây, hai anh em đi chơi là đi cuối làng à? Thôi anh em, bây giờ cái món chủ đạo đến rồi. Đấy, hôm nay em ngồi đồng mâm, em chơi bài kiểu như là bên Hà Giang là có giỏ dế. Giỏ dế. Giỏ dế. Đó, hôm nay ra nhiệm vụ cho anh Ngọc nhé. Đủ chưa nhờ, đủ chén thế nhờ. Cùng nâng ly chúc mừng anh Tú gái bạn. Đi chúc sức khỏe anh em nhé. Chúc sức khỏe anh em. Thôi mời cả nhà nhá. Mời anh em nhá. Bản sở dân tộc Gia Làng Tây Nguyên, rồi là sức khỏe cũng như là anh thầy giáo vùng cao nữa. Vâng. Bạn quên tên Tuấn TV. Tuấn TV. Chúc sức mặt. Chúc sức khỏe tất cả quý vị khán giả trên 4 kênh. Vâng. 5 kênh. 5 kênh, quên 5 kênh. 6 kênh. 6 kênh. 6 kênh. 6 kênh. 6 kênh. Không. À, mình bếp cứ nói chung chung là các kênh đi. Các kênh. Các kênh đi. Các kênh. Em đây là thiếu nó, thiếu con. Các kênh. Lại có lỗi. Đúng rồi đấy, thiếu kênh. Đây, để em bắt theo. Để em lấy cho. Thanh niên này để... Thích ăn màu vàng à? Mới như là ngày cứ tuần ra kiểu như này thôi. Đây, ăn. Em cũng thưởng thức món cá suối. Đây, cái món này nhất lượng này. Wow. Yeah. Xin mời quý vị khán giả ăn món cá suối. Đây em đắp cho anh Tú. Anh Ngọc ơi. Món này trước đi. Cá đi. Cảm ơn anh nhé. Anh em nhé. Anh Khôi ơi. Đây. Mình thưởng thức món này trước đi. Cá suối trước đi. Mời các bác nhé. Mời anh em nhé. Anh em cứ thưởng thức hết món này đi. Anh thầy giáo vùng cao. Vâng. Đây em xin phép nhá. Xin mời mọi người. Ngại nhờ. Nghe ăn thêm tí này nữa anh ạ. Lá gì đấy? Lá lốt. Lá lốt. Vâng. Lá lốt giòn mà thơm. Đấy anh Ngọc quên không gắp lá lốt. Đấy rồi. Nhưng mà chúng tôi là anh em mình em. Gắp cá chứ đó. Mời em Tây Bắc ăn cơm nhá. Ôi mời anh em nhá. Mời các bạn ở bên cạnh nhá. Kia là Tây Bắc, bên mình là Đông Bắc. Đông Bắc. Cả Nam Bắc nữa. Thôi em xin phép cả nhà mời anh một chén. Thôi em mời anh Già Làng nhá. Thôi một lần nữa chúc sức khỏe anh. Anh em mình mãi mãi thế anh nhỉ. Mãi mãi là anh nhá. Chúc sức khỏe. Mọi người nhá. Đấy, hôm nay là anh em mình chia tay nhau rồi. Nốt hôm nay là anh em mình sẽ chia tay anh Già Làng Tây Nguyên này. Từ giờ đến cuối năm này lại có anh em khai trương tiếp. Đấy, anh em lại được. Em rất mong thế. Em rất mong cũng để anh em còn tiếp tục tiến tới là em hay đi đầu tiên đi. Ôi, em thì còn xa lắm anh ạ. Mời mọi người nhá. Mời quý vị khán giả. Ai cá rồi lại dế. Dạ là khai trương rồi chứ nhỉ? Chưa. Khai trương để quầy thuốc. Mình làm miếng lạp xưởng đây cơ mà. Em làm cái đó lâu rồi. Thế là xuống rồi. Nhưng mà thôi em không liều. Em thử để cho biết thôi. Đâu mình thử một miếng mà. Thử cho biết thôi, em này không dám chơi mấy món này. Có kìa. Ăn thì cái gì ăn cũng được. Em thì nhộng ong này, các loại nhộng này. Còn đây là chỉ cần anh em sang bên đó. Cua đồng cũng bị này. Tôm sông là bị này. Đúng là, nhưng mà đồ biển không bị. Thế là à. Mời anh em thử trước đi nhờ. Cá rồi dế có ngon
Đây là dê cơm nha mọi người. Đây mời mọi người, ui con dế to chưa? Dê cơm nó ăn mốt có hai con này mới đỡ này. Cạch cái à? Cạch. Em mình ăn nguyên chất luôn nhá. Đây quả cá nhá. Hai ba. Trên là rất là siêu. Em cũng xin phép em sang bên này mời anh em một chút, sau tí anh em ngồi sâu sâu hơn, đúng không? Đây tiếp món cơm lam này. Anh em cơm lam giao lưu với anh em bên Đông Bắc, Tây Bắc. Bên Tây Bắc, bên Đông Bắc mình sang giao lưu với Tây Bắc. À, xin phép mời em bên Tây Bắc nha. Anh Hội ơi, anh em mình đấu cho một chén nhá. Cảm ơn anh thầy giáo nữa. Anh em mình phải ấy chứ. Dạ, mời mọi người nhá, mời anh đôi nhá. Chúc khỏe ra lạc nhá. Rồi khỏe. Quán cà đẹp ơi. Anh em ở bên đẹp ơi. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nghe giọng ca ra làng lên. Đi học đi hát luôn. Đi đầu về quả nhà. Làm luôn đi khỏe. Tuấn, à Tuấn TV. 2, 3, 4. Cảm ơn anh em. Chúc mừng anh em nha. Quay nghe quý vị này, vừa xót người, mình có cái tình hình dẫn nhau. Cái trai quê tôi, bác đi sang em đấy. Xin chào anh em nhá. Các anh ơi, cho em xin phép sang mời anh một ly rượu. Chào Đô nhá. Chào Đô TV. Chào Đô nhá, chào bạn Tây Bắc. Đẹp trai nhỉ, Tây Bắc nhiều người đẹp trai. Hôm nay mình em Tây Bắc rồi đúng không? Mình Tây Bắc rồi. Ở đây Đông Bắc hết rồi. Giao lưu với Đông Bắc. Con rồi, con rồi. Tây Nguyên. Em không ngắm từ sang bên này không còn Tây nhưng mà Tây Nguyên. Nghe chúc sức khỏe anh em. Chúc sức khỏe anh em. Chúc sức khỏe Đô nhá. Cảm ơn em. Em gửi. Rồi, em quảng cao luôn à? Hai, tôi trực tiếp nhập. Anh em ơi. Ơi. Hai, ba. Lên. Ở lên luôn. Lên luôn. Lên nhanh thế. Hôm qua vừa mới uống rượu có phải là của Bạc Minh thế nên là hôm nay lên nhanh lắm. Dư âm đừng còn đấy. Và đặc biệt lại uống chỗ lạ nữa thế nên là chỗ lạ lại lên. Những thầy nào khác nhỉ? Bây giờ lai la. Ok, cảm ơn nha. Đây cảm ơn nha. Bên này có là sạc đây. Trên này là VIP 2 đâu các. Xin phép được mời các anh em tí nhỉ? Các anh em tí bút thôi. Mạng xã hội này. Anh bản sắc dân xe đồng kéo này, Nắng Cao Nguyên này, Gia Làng Tây Nguyên này, thầy giáo vùng cao này. Quay cho bố nhá. Mời các anh em nhá. Rồi, mời anh em nhá. Có cái nhá, có cái nhá. Ok, có được. 23, 21 đây. 21 đây. 21 đây, tổng trọng hơn rồi. Mời anh em này. Kiệt chứ, hay là 38. Thôi, 21 nhá. Thôi, anh em ơi. 21, dùng. 21, dùng. Bao nhiêu? Mình tôn trọng anh em Yên Bái tí. Lại lên tiếp. 1, 2, 3, phần nào nhá. Cho cũng mời bạn Minh với mời Thắng chén thì là ngày mai anh em mình chia tay nhau rồi, gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao chén rượu còn đang dở. Hôm nay vừa thấy các bác mình gọi rồi bảo Tú với Thắng về gọi này vợ chắc là cao đầu vậy. Hôm qua thấy nhiều múa xòe hàn. Hôm qua múa xòe hàn lóng tay các cô gái tái sinh quá. Vâng, anh mời anh. Rồi, rồi. Xin chào anh em nhá. Rồi. Ở đây ông già làng không làm luôn à? Già làng ốm à? Ốm luôn. Ốm luôn. Ốm từ sáng giờ đấy. Ốm từ sáng giờ đấy. Rồi. Đến đang ốm luôn. Chính thức là chia hành lý kể từ đây nha các bác nhá. Để các bạn đừng thắc mắc bảo anh em không thấy gặp nhau như vậy. Lên đây là rất là nhiều anh em. Hôm nay là do là anh em là người đất người chân trời nó hơi khó. Rất là nhiều anh em ngồi trên này. Đây là mỗi người phải đi gặp bạn rồi mỗi lời đó. Anh tuyệt vời. Tuyệt vọng luôn. Vâng anh em nhé. Ok, tạm biệt nhé. Em có tuần hồi chưa? Chào em đẹp gái. Mấy em có tuần hồi chưa? Em không biết đâu. Em chào anh đẹp gái. Là cái ba
ăn thì anh đi đưa anh cũng qua vào đây này. Đừng đừng bắt cho nó uống nhiều quá. Tay cũng như này luôn rồi. Bất tình lình xuất hiện phía sau giật nhất tâm mình. Sao em? Em đang bắt cái tấn công quá rồi. Không vào đâu. Em vào đi, ôi, đây. Có chỗ cho em vào đây. Ở đây. Có chỗ. Đây vào đây, mọi người vào đây nhường chỗ cho em. Đây, 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 đây. Vào đây, vào đây. Rồi, vào đây, ngồi vị trí đó. Em muốn được rượu chứ? Sao bên kia họ hô bé thế nhỉ? Mà em muốn được rượu chứ? Em muốn được rượu. Mình chơi ác thì hôn tao. Nhưng mà anh đang hỏi em muốn được rượu. Mà em uống nước đúng không? Nước ở đây có phải có nước em ạ? Đã được trưng cất rồi. Bà của em nhưng mà bà em không... Bà em đang mải quay rồi. Bạn mải quay á? Bạn trai, bạn gái? Gái ạ. Thấy không? Ở đây ngồi cùng mọi người luôn. À đây ạ. Đây em có thể bảo lên đây được không? Em mời bạn vào đây ngồi cùng nhà bạn vào đây luôn. Vào đây. À, mời bạn vào đây ngồi luôn. Anh ngồi sang ghế. Em ngồi đây. Thấy anh em cũng chủ quan đến muộn, cho nên là cũng không thể trách được cái việc đấy. Cảm ơn anh em nhé. Lý cho ngồi đây ở ngoài. Ôi, một lần nữa chúc anh gia đình Hà Tú nha. Khai trương nhà hàng Hoa Nha. Sức khỏe mừng anh nha. Khách lúc nào cũng gấp mấy lần hôm nay. Ok, cảm ơn nhé. Bên mình có cái số điện thoại đặt. Có. À đây. 0985219 3456. Số điện thoại của bên Hà Tú đánh bạc. Rồi, chúc mừng cho bạn. Cảm ơn anh nhé. Rồi. Rồi, sức khỏe. Rồi, 21 nhỉ anh ạ? 21 đi. 21 Anh nhờ, không nhờ? Chào Hải Sĩ, mời anh em mừng. Vâng, chào anh. Anh em ngồi ở đây đùa đúng là bình yên. Ôi, ông Thắng ngồi ở kia. Cũng phải đến 50 chén rồi. Đây là do ông Tú sắp xếp đấy. Tú, chào đây luôn. Chào đây luôn, vào đây luôn. Cái đám đó. Cần gì thôi, em vào đây luôn đi. Em vào đây ngồi đây nhé. Chăm sóc hai anh. Anh Tú ơi. Lâu nhất là căng vào. Thôi. Rồi, mời anh em đi. Chúc anh em sức khỏe nhá. Chúc anh sớm đạt nút kim cương nhá. Cảm ơn anh nhá. Và chú đi luôn đây ạ. Rồi, mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Hai ba đi. Hôm nay 23 nhá. 23 đi. Và anh em ơi. Hay vào. Mua nhiều. Xong rồi em, đi vào đây, đi vào đây. 24 làm cai này. 24 đây em đang ngồi phải đây em bạn được rồi, bạn cho ngồi vào trong này luôn. Đây vào đây luôn, vào đây thì em ngồi giữa đây. Thì nó mới đều, nó mới cân được. Ở giữa đây, đây. Dưới đây. Mới đều. Đấy, dưới đây đều. Ngồi dưới đây xong rồi nè. Đây anh giờ ra làng ra đây rồi. Ngồi đây thì thấy người ta. Vào đây. Bắt đi ra ngoài cầm máy cho ơi. Khả năng Khánh ơi. Quân ơi, đi lấy cái bát. Anh không cần. Vào đây em ơi. Hôm nay đáng lẽ em phải ngồi ở đây để trực tiếp. Đúng rồi. Thôi, hôm qua là em đã ngồi gần anh ấy rồi. Hôm nay cho em cổ chỗ được không? Anh là quản lý tất cả các thông tin của Già Làng chuyển về anh. Hôm nay em sẽ điện cho Già Làng là tới trực tiếp với Già Làng thì hôm nay bắt buộc anh đi. À, anh tối hôm qua là em có chụp ảnh anh ấy. Không được. Anh nói gì mà? Anh làm mà đoán được tên em thì anh làm thầy bói rồi. Thì anh đoán được cái video này trúng. Anh em cũng đầy chứ. Anh đoán em không anh ạ. Hồng Đào Liễu Thị Mộng Mơ. Ôi trời ơi, sao toàn thấy đẹp vậy nhưng nó lại không hợp với em bây giờ đấy. Em tên là Yến phải không? Sao anh biết? Anh là quản lý của Già Làng thì bắt buộc em phải sang chỗ này ngồi. Chứ, thôi. Đổi chỗ. Anh biết tên em là Yến. Đấy là vị trụ máy của anh đây Già Làng. Hôm nay em có kèo anh phải vào để... Đây, ngồi đây. Em phải ngồi đây. Em chú lại cần cho anh chú thôi. Không. Bây giờ mình uống một cái sao lưu đi ra xong rồi mà về. Về chỗ nào thì chú đấy. Ok nhá. Rồi, chúc là sức khỏe em. Rồi, chúc sức khỏe mọi người nha. Em kiểm tra xem có cái chén nào không có rượu không? À kiểm tra luôn rồi. Anh đoán xem ạ. Lại đoán tiếp. Bây giờ cứ phải đoán. Anh nhờ. Ok. Ơ
mình có show không? Mình có show không? Em quản ra đi. Mông đi cái nhỏ. Chồng mông mông mình đã show không? Không anh ơi, như thế nó nhẹ lắm. Mình show. Em bảo này. Mình show câu cuối là mình sẽ không phải là 2-3 vô nhưng mà là 2-3 cạn nhá. Tầm nhất thế nhá. Em đi quản ra đi. À đâu rồi, đâu rồi. Đây đây đây. Đâu rồi. Tại sao lại để các anh đứng quá nhỉ? Ké đi nào. Ké đi anh. Anh nào cũng cùng không? Ok đi anh. Nào. Bắt đầu. 2-3. Go. 2-3. Go. 2-3. Uống. Ơi em bảo cạn cứ bảo uống cái gì mà uống. 2-3 hết nữa. Bây giờ như nào nhỉ? Lên. Bây giờ 2-3 lên nhá. Lên quảng cáo nhá. 2-3 lên. Khỏe quá. Đấy. Bây giờ tình hình là 700 tiểu thêm rồi. Hết rượu rồi mình uống nước canh. Ôi canh chứ em đến đây chẳng mấy khi mình được ngồi với nhau như này đúng không? Em thì phải ra chửi là bên cạnh. Hôm qua có này là ai cả. Ủa sao anh quản lý của Đà Lạt? Anh định hướng dẫn ra rất tay bạn em vào trong này. Đây em bảo vào đây. Bảo vào đây. Vào đây, vào đây. Ra đây ngồi cho vui còn đang mình có đâu. Ai thật đấy. Đưa đây. Mày gì rồi? Em gọi bạn ra đây ngồi cho vui. Sáng em vào đây. Có động lực rồi. Thôi anh cậu. Con rượu em mới vào đây. Mà tay cái sâu cầm nước lọc kìa. Không để một người trân trọng ra mời đi, anh già làng trân trọng ra mời thì mấy bạn ấy vào. Anh già làng mới làm. Anh già làng ra mời đi. Cửa sổ luôn. Bay qua ra mời đi không? Không được ra hẳn luôn. Không chứ đừng đấy. Bay qua luôn. Cửa sổ này bay được mà. Đây luôn. Được quay phải cái cho anh. Bay luôn. Rồi, vào đi. Được quá, ok luôn. Đây. Vào đây coi. Cứ vào đây, vào đây. Ôi Hải ơi, thế
đã chú thêm với cả anh gì nhỉ? Hôm qua anh vẫn chưa giữ nhận đề nhá. Anh là bên kia là Tín. Anh đá cao lên là Tín. Bên kia là Tín ạ. Giờ là Tây Nguyên nhá. Làm Tây Nguyên rồi. Rất là khách quý đã nhận được sự yêu thương của gia đình anh chị thắng dành cho buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là những khoảng khắc chúng ta cùng triển khai một chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ đặc sắc nhất. Cơm đúng không? Sao người em dài thế? Dạ, người của em dài thế. Em được một bên mấy? Em giấc mơ cho đi đúng không? À, mét 2 hả? À, người cùng cao là sao thế của Adam. Vâng. Có thể đáp lại những tình cảm yêu mến của toàn thể quý vị đang dành cho gia đình anh Nha Tú. Ngay sau đây, bạn A Tú sẽ dành tặng cho toàn thể quý vị một ca khúc rất nổi tiếng, ca khúc có tựa đề Người vùng cao là thế. Okay. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều hôm nay. Em hát xong ca được không? À, tôi xin chào và tay thân lớn cho quý vị được không ạ? Giờ
lập vợ theo. Uống cho mày này, uống cho tao. Say người ta như trên mây, bát này bát tay lại bát nữa, hey, bát nữa bát nữa lại bát này, hey, uống để thêm để nhớ người vùng cao là thế. Chính xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần giao lưu của già làng Tây Nguyên với ca khúc Đôi Chân Trần. Vâng, xin mời anh. Hello mọi người nha. Tôi muốn quên đi
cà phê Ban Mê đi. Ly cà phê Ban Mê. Vâng. Ngày hôm nay ly cà phê Ban Mê sẽ có mặt tại tổ bản làng Phường Phú Trang, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, và đặc biệt là có mặt trong buổi lễ khai trương của nhà sàn Khái Đàn. Vâng, Gia Lang đến từ Tây Nguyên với ly cà phê Ban Mê. Gia làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.